Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định công nhận thêm 18 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao, gồm gạo nếp, gạo sạch, dưa lưới, khô gà, khô heo. 13 sản phẩm đạt 3 sao gồm sữa nghệ, cam nghệ, chuối sấy long nhãn, muối vừng Việt, cam đồng thanh, trứng vịt, nhãn quả tươi, cam Quảng Châu, hoa cúc Thiên Phú, bộ tam đa, sản phẩm mỹ nghệ chuột tài lộc, nấm tươi. Các sản phẩm OCOP này thuộc 12 chủ thể. Đến nay, tỉnh Hưng Yên tổ chức đánh giá xếp hạng và công nhận 70 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Trong giai đoạn 2021 đến 2025, toàn tỉnh phấn đấu tiêu chuẩn hóa, nâng hạng duy trì xếp hạng 20 sản phẩm trồng trọt, 7 sản phẩm chăn nuôi, 5 sản phẩm thủy sản tham gia OCOP, tiêu chuẩn hóa, nâng hạng và duy trì xếp hạng một số sản phẩm thảo dược, sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ nội thất, nâng cấp 8 mô hình du lịch cộng đồng, tiếp tục phát triển 2 mô hình du lịch nông trại.